Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 28 tháng 1 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục thảo luận và góp ý kiến vào các nội dung, các dự thảo văn kiện đại hội. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch. Hưng Yên đột phá trong việc cung cấp nước sạch cho người dân. Xử phạt hành chính 49 đơn vị tổ chức vi phạm trong lĩnh vực đất đai và không chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, đại hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự thảo văn kiện. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội điều hành phiên thảo luận. Nội dung 13 tham luận trong buổi sáng tập trung vào những vấn đề như tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, xây dựng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp. Phát huy vai trò sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Buổi chiều, Đại hội nghe báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Sau đó, các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Đại hội nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và các tài liệu hồ sơ về nhân sự. Đoàn chủ tịch họp tiếp thu giải trình các văn kiện trình đại hội. Các nội dung của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Thưa quý vị và các bạn, công tác nhân sự tại đại hội là nội dung quan trọng nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến của cán bộ đảng viên nhân dân Hưng Yên về vấn đề này. Cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố Hưng Yên đang hướng về và dõi theo, chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những cái quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, thế rồi sáng suốt của đại hội. Trong đó thì tin tưởng đại hội sẽ tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm những người có tiêu biểu nhất và có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển cường thịnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mong muốn làm sao đại hội 13 là đại hội thật sự đổi mới và bầu ra được những đồng chí mà dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc của mình, đưa đất nước lên một tầm cao mới. Chỉ muốn có đất nước phát triển thì cái thể chế nó phải tốt và đặc biệt nhất là phải tìm được người tài và chọn được người tài để thực hiện cái thể chế đó để phát triển tốt nhất. Thì tôi rất mong là tất cả những cái việc liên quan đến chọn người tài và bầu người tài thì rất muốn là trong cái buổi ngày hôm nay và ngày mai của Ban chấp hành và của đại hội là cố gắng để chọn ra những người theo cái tiêu chí đó là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong các ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2021, nước ta đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus SARS-CoV-2, gồm 72 ca tại nhà máy Boyun, khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát cho cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 05 ngày 28 tháng 1 năm 2021, trong đó yêu cầu phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương và thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian 21 ngày, tạm dừng hoạt động của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với 10 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hiện nay, Hưng Yên chưa ghi nhận ca bệnh tại cộng đồng, đang cách ly theo dõi 97 người. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, biến chủng SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh gấp nhiều lần chủng cũ, trong khi đó Hưng Yên lại giáp danh với tỉnh Hải Dương, nơi đang bùng phát dịch bệnh. Nên các địa phương trên địa bàn tỉnh phải khẩn trương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, tiếp tục nắm tình hình một cách nhanh nhất, chủ động nhất, rõ ràng nhất, gõ từng nhà để rà soát các đối tượng có liên quan đến các bệnh nhân ở Hải Dương và Quảng Ninh, tiến hành xét nghiệm và thực hiện nghiêm các quy định cách ly, chủ động xây dựng kịch bản chi tiết và nguồn tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch, lập chốt tại các điểm giáp danh với tỉnh Hải Dương. Việc tự kiểm tra, rà soát tại các cơ sở, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, nhà máy phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 1. Các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trước ngày 7 tháng 2. Công an tỉnh đặc biệt quan tâm đến quản lý di biến động dân cư. Sở Y tế đối chiếu với các quyết định ban hành để nâng cao hơn quy trình, quy phạm vận hành công tác khám chữa bệnh, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Liên quan đến bệnh nhân nữ ở tỉnh Hải Dương được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã rà soát được 2 trường hợp tiếp xúc gần diện F1, 34 trường hợp F2 và ngay lập tức, ngành y tế và thị xã Mỹ Hào đã triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, 2 trường hợp F1 là 2 vợ chồng ở thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Đi tiễn F0 là bệnh nhân nữ sang Nhật Bản tại sân bay Nội Bài ngày 16 tháng 1. 4 trường hợp F2 tiếp xúc với 2 trường hợp F1 này là bố, mẹ và 2 con nhỏ. Cả 6 trường hợp này đã được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào và được lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều ngày 27 tháng 1, cả 6 kết quả xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Yêu cầu cách ly 6 trường hợp gia đình của F1 lên trung tâm, sau đó thì phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà và hàng xóm. Đấy. Và yêu cầu các trường học là cũng có nơi mà có các cháu thì tạm ngừng các cháu đi học, mà liên quan đến trường hợp F1 là tạm ngừng và để phun thuốc khử khuẩn. Đấy. Sau đó thì trung tâm y tế xã cùng với ban chỉ đạo xã về làm việc tại xã Xuân Dục, yêu cầu tuyên truyền vận động người dân tham gia cùng phòng chống dịch. Đến thời điểm này, sức khỏe của 6 người đều bình thường. Ngoài 6 trường hợp trên, qua rà soát cũng phát hiện được 34 trường hợp F2 và 52 trường hợp F3 là công dân xã Xuân Dục và một số xã lân cận. 34 trường hợp F2 đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp F3 đều được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và giám sát chặt chẽ. Ban chỉ đạo của xã tổ chức toàn bộ các thành viên trong ban chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể, cơ sở các thôn chia các mũi đi là rà soát, truy vết những người đã tiếp xúc trực tiếp với vợ chồng anh Minh, chủ động thường xuyên và liên tục là cắt cử một bộ phận là trực chỉ đạo để làm sao rà soát tiếp các cái bước tiếp theo sau khi là truy vết các cái trường hợp F2. Để chủ động phòng chống dịch, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào cũng đã tổ chức 4 nhóm truy vết, thực hiện khai báo y tế, phun khử khuẩn, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tại xã Xuân Dục. Liên quan đến thông tin một ca dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Ninh có địa chỉ ở Mật Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, qua rà soát được biết đây là một nhân viên bảo vệ ở sân bay Vân Đồn, trong hơn một tháng nay không trở về địa phương nên không phải thực hiện truy vết. Tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, ban tổ chức
hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh vừa tổ chức khai mạc hội chợ Xuân Tân Sửu 2021. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban sở ngành của tỉnh. Hội chợ Xuân Tân Sửu năm 2021 có 200 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh với nhiều ngành hàng đa dạng như hàng may mặc, thực phẩm, sản phẩm mộc mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở làng nghề truyền thống. Đặc biệt có các sản phẩm đặc sản tiêu biểu của Hưng Yên như long nhãn, hạt sen, mật ong, hương trầm bảo khê, tràng bạc phù ủng. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội chợ Xuân là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên của tỉnh trong năm 2021, có ý nghĩa thiết thực, quảng bá rộng rãi các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của Hưng Yên và các tỉnh lân cận, góp phần bình ổn thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hội chợ cũng là dịp để kết nối sản phẩm của Hưng Yên với các vùng miền, tạo cơ hội cho người dân Hưng Yên thưởng thức đặc sản truyền thống của các tỉnh thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đồng thời là hoạt động tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cũng trong sáng qua, Hội đồng Thẩm định Nông thôn mới nâng cao, thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tổ chức hội nghị để thảo luận bỏ phiếu xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2 năm 2020. Dù hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Nông thôn mới nâng cao tỉnh. Các xã được thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2020 gồm có 15 xã của các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Phù Cử, Tiên Lữ, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Đoàn đã tiến hành thẩm định hồ sơ mức đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nợ động xây dựng cơ bản tại 15 xã từ ngày 11 tháng 1 năm 2021 đến ngày 20 tháng 1 năm 2021. Qua thẩm định, đoàn đánh giá các xã đã cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, ở một số xã các tiêu chí như đường giao thông, điện, cơ sở vật chất văn hóa, trường học và môi trường vẫn chưa đạt. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu công nhận 12 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều nhà máy nước sạch được xây dựng đưa vào vận hành bằng nguồn vốn xã hội hóa đã giúp cho nhiều hộ dân tiếp cận với nước sạch, góp phần thực hiện vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để người dân Hưng Yên cơ bản được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 45 hệ thống cấp nước do 31 đơn vị quản lý được phân vùng và đã xây dựng mạng lưới cấp nước cho 144 xã phường thị trấn. Đến nay trên 70% số hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, gần 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Để có được kết quả này, cùng với chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình nước và vệ sinh trong các thị trấn và chương trình theo kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, xây dựng 31 công trình nước sạch cấp nước cho khoảng 60 xã phường và thị trấn trong tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã có các cơ chế mời gọi các doanh nghiệp sản xuất nước sạch đầu tư vào địa bàn. Đối với các cái nhà máy mà do các nhà đầu tư thì sẽ thực hiện tốt cái việc cung cấp chất lượng nước theo cái chuẩn 01 của Bộ Y tế và tiếp tục nâng công suất cũng như mở rộng mạng đường ống để đảm bảo cái việc cấp nước cho người dân. Còn một số các cái trạm cấp nước của chương trình mục tiêu quốc gia cũng như vốn vay của VDB và World Bank thì tỉnh cũng đang chờ cái chính sách của chính phủ là cũng thực hiện theo xu thế là xã hội hóa trong cái việc cấp nước sạch để huy động các cái nguồn lực của xã hội để đảm bảo ngày càng tốt hơn trong cái việc cấp nước sạch cho nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trước cái thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở sông Bắc Hưng Hải ở ba xã là Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ và Đồng Than thì nhà máy nước sạch Mỹ Văn đã xây dựng và đi vào hoạt động từ giữa năm 2020. Nhà máy đã cung cấp nước sạch được đến khoảng 70% số hộ dân của ba xã. Trong thời gian tới thì nhà máy sẽ tiếp tục vận động bà con với mục tiêu là 100% các hộ sẽ tiếp cận được nguồn nước sạch theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thu hút được 13 dự án xây dựng các nhà máy nước
và mạng lưới cung cấp nước sạch cho hơn 80 xã trong vùng dự án, nâng tỷ lệ địa phương có hệ thống cung cấp nước sạch đến tận thôn xóm ở tỉnh Hưng Yên chiếm khoảng 88% tổng số xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các nhà máy nước được xây dựng sử dụng công nghệ khai thác xử lý cung cấp nước tiên tiến, cho ra sản phẩm nước đạt quy chuẩn quốc gia QCVN01 do Bộ Y tế ban hành. Đây chính là hệ thống cơ sở hạ tầng nước sạch để người dân nông thôn cải thiện điều kiện dùng nước, điều kiện vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguồn nước ở xã Trị Đạo là nó bị ô nhiễm chỉ bởi vì đây là khu vực làng nghề. Cho nên từ ngày có nhà máy nước sạch về đây, cho nên người dân rất phấn khởi, mà dùng hầu như là hết khoảng tầm 95% người dân dùng nước sạch. Mà cũng rất mừng là từ ngày dùng nước sạch là hầu như là các cái bệnh ngoài da là nó giảm. Nước rất là trong, đảm bảo đáp ứng cho cái việc là sử dụng nước cho bà con nhân dân. Cái thứ hai là các cái trang thiết bị của vệ sinh là được sử dụng rất là bền. Việc phát triển rộng khắp mạng lưới cung cấp nước sạch đến tận thôn xóm ở hầu hết các vùng nông thôn đã tạo điều kiện cho hàng chục nghìn hộ gia đình ở tỉnh Hưng Yên tiếp cận với nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao dân trí. Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 50 đơn vị tổ chức, trong đó có vi phạm về chậm đăng ký biến động đất đai đối với đơn vị tổ chức, ban hành và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt đối với 49 đơn vị tổ chức, thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền trên 2 tỷ 600 triệu đồng. Các đơn vị bị xử phạt không chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Liên xanh Lever Việt Nam có địa chỉ tại phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào bị xử phạt 726 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đức Thiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất băng keo, băng dính tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm bị xử phạt 210 triệu đồng. Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Viclatara Yên Mỹ bị xử phạt tổng cộng 800 triệu đồng do có hành vi san lấp mặt bằng dự án trái phép và lấn chiếm đất trồng lúa. Công ty cổ phần Sang Hưng Hưng Yên và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Thành Sơn ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm mỗi đơn vị 200 triệu đồng vi phạm tự ý san lấp mặt bằng khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ngoài bị xử phạt hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các đơn vị được thanh tra kiểm tra, khắc phục hậu quả và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vừa tổ chức Ngày hội truyền thống Catalyst lần thứ 2 với chủ đề Cách tiếp cận giao tiếp trong phương pháp giáo dục nghề nghiệp ở bậc đại học nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của giáo dục. Dự án Catalyst gồm 13 đối tác đến từ 6 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Lào và 4 quốc gia thuộc khối EU, trong đó có sự góp mặt của 6 trường đại học Việt Nam: Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngoại ngữ, Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Tại buổi làm việc, các chuyên gia đã giới thiệu chia sẻ về giải pháp đối với các vấn đề trong giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, trong đó giới thiệu một số mô đun tiêu biểu phù hợp chọn lọc từ bộ chương trình cốt lõi gồm 12 mô đun với mục tiêu nâng cao hiệu quả phương pháp giảng dạy, đánh giá người học, phát triển ngoại ngữ trong đào tạo nghề, đào tạo hòa nhập cho sinh viên khuyết tật, tăng cường khả năng tự phát triển chuyên môn của giáo viên, liên kết với các khung đào tạo trên thế giới và nâng cao tính bền vững trong giáo dục. Triển khai từ năm 2016 đến nay, dự án đã có sức lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả tích cực trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ở Việt Nam và trên thế giới. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều đơn vị trong tỉnh đã tổ chức trao tặng quà, động viên các hội viên người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đến thăm phụng dưỡng và trao tặng quà Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tặng trên 140 suất quà tương đương số tiền gần 65 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động diễn ra thường niên của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng để các hộ gia đình có cái Tết đầm ấm, bình an. Hội nông dân tỉnh cũng đã tổ chức trao tặng 23 suất quà Tết cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị trên 12 triệu đồng. Ngoài ra, hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố cũng tổ chức trao tặng gần 2.000 suất quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu như Hội Nông dân thành phố Hưng Yên, Hội Nông dân huyện Yên Mỹ, Hội Nông dân thị xã Mỹ Hào.